Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 22 tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP, quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Trong đó, nêu rõ mục tiêu phát triển khu công nghiệp hỗ trợ nhằm cụ thể hóa và thực hiện chiến lược kế hoạch phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm, công nghiệp hỗ trợ trong từng thời kỳ. Việc hình thành các khu công nghiệp cụm, nhóm tổ chức sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cùng với các chính sách khuyến khích kèm theo, đặc biệt là các chính sách về nhân lực, về tư vấn cải tiến, tài chính, hỗ trợ kỹ thuật và quản lý sẽ là lực đẩy thu hút đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Mô hình hoạt động khu công nghiệp phải đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng về hợp tác doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực. Bên cạnh đó, để thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu công nghiệp, cần thiết lập một hệ thống thúc đẩy các ngành công nghiệp chiến lược của vùng và hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Việc phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ là mấu chốt cho sự thành công của khu công nghiệp thông qua các chính sách khuyến khích, hệ thống quản trị hiện đại. Chính phủ đã phê duyệt các quyết định 68 về phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ. Thì để triển khai được cái quyết định, chúng tôi cũng đã đi các cái khu công nghiệp và các cái cụm công nghiệp về công nghiệp sản xuất, tư vấn cho các doanh nghiệp là làm sao để đạt được các cái chứng chỉ chất lượng về quản lý chất lượng để đáp ứng được cái yêu cầu rất là khắt khe của các doanh nghiệp đầu chuỗi, các doanh nghiệp FDI, cải tiến các cái sản xuất, sắp xếp lại cái layout của các nhà máy để làm sao cho cái năng suất lao động của cái nhà máy đã được tăng. Chúng tôi cũng tiến hành các cái lớp đào tạo chuyên sâu về xây dựng các hệ thống tiêu chuẩn chất lượng cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Theo các chuyên gia kinh tế, để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, cần có các giải pháp hỗ trợ tạo mặt bằng sản xuất với quy mô diện tích và giá thuê phù hợp cho doanh nghiệp từ nguồn vốn ngân sách hoặc sử dụng vốn ngân sách đầu tư xây dựng khu cụm công nghiệp trên cơ sở sử dụng quỹ đất do nhà nước quản lý. Khi các khu cụm này hình thành, cần tạo điều kiện để các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất với quy mô diện tích và chi phí phù hợp, gắn kết với nhau, đặc biệt là gắn kết với các doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, từng bước hình thành mạng lưới sản xuất công nghiệp hỗ trợ theo hướng phát triển bền vững. Thời gian qua thì hiệp hội trong các cái hoạt động của chúng tôi cũng có những cái bước chuẩn bị về hạ tầng sản xuất, mặt bằng sản xuất, tập trung việc phát triển này, quy hoạch xây đầu tư xây dựng hạ tầng từng giai đoạn theo hình thức phân kỳ đầu tư hợp lý. Về cái hình thức liên doanh liên kết thì chúng tôi cũng đang có cái chủ trương hình thành lên những cái tổ hợp kỹ thuật và sản xuất liên kết với các cái doanh nghiệp đầu tàu trong của Việt Nam cũng như là các cái doanh nghiệp FDI lớn của nước ngoài. Để nâng cao hiệu quả cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, các địa phương đã tăng cường kết nối chặt chẽ với các hiệp hội doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp, thường xuyên tổ chức các chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp trên địa bàn với các doanh nghiệp đến từ các quốc gia. Thế ngoài ra, thì trong công tác hoạt động của hiệp hội chúng tôi cũng rất chú trọng vào nhiệm vụ hợp tác liên kết tổ chức những cái kỳ cuộc xúc tiến thương mại và đầu tư. Vừa mới đây thì chúng tôi cũng đã tham gia những cái kỳ cuộc xúc tiến thương mại và đầu tư rất quy mô do Bộ Công Thương chủ trì với các cái tổ chức hiệp hội, tổ chức doanh nghiệp của quốc tế, của Hàn Quốc, của Nhật Bản, của Mỹ, của châu Âu đến với Hà Nội, đến với thủ đô Hà Nội để tìm kiếm các cái cơ hội. Các dự án có quy mô vốn lớn được cấp phép tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Bình Dương hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao phát triển nhanh trong những năm gần đây là tín hiệu đáng mừng không chỉ cho ngành công nghiệp của địa phương mà còn đáp ứng cho ngành công nghiệp cả nước. Cùng với chính sách chung của quốc gia thì Hà Nội sẽ có nhiều chính sách để làm sao đó thu hút được vào các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp, nhất là những cụm công nghiệp tập trung, những cái doanh nghiệp mà sản xuất những cái sản phẩm mà có hàm lượng gia tăng cao. Khi mà Việt Nam chúng ta chưa đáp ứng được thì người ta bắt buộc phải sử dụng những cái doanh nghiệp mà vệ tinh của họ, thì chúng ta sẽ dần dần thay thế, đáp ứng được những năng lực mà của nhu cầu của các doanh nghiệp lớn mà thay thế được các doanh nghiệp vệ tinh, không chỉ cung ứng cho các doanh nghiệp của các chuỗi doanh nghiệp lớn ấy, toàn cầu ấy, mà còn có thể xuất khẩu được sang các thị trường khác nữa, thay vì cái việc nhập khẩu chúng ta sẽ tiến tới xuất khẩu. Khi các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đăng ký vào cụm công nghiệp, phân khu chuyên thu hút công nghiệp hỗ trợ sẽ được hưởng những chính sách ưu đãi,
như được giảm chi phí sử dụng hạ tầng khi thuê lại đất trong các khu cụm công nghiệp. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, khi thực hiện dự án di rời vào cụm công nghiệp, sẽ được ngân sách địa phương hỗ trợ chi phí tháo, dỡ, bốc xếp, vận chuyển di rời, hỗ trợ xây dựng cơ sở và phí sử dụng hạ tầng. Doanh nghiệp chúng tôi là một doanh nghiệp về phụ trợ công nghiệp. Vì vậy khi mà ở trong các cái cụm khu công nghiệp thì chúng tôi được nhiều các cái chính sách ưu đãi. Khi mà các cái doanh nghiệp mà đang chưa ở trong cái khu cụm khu công nghiệp ấy mà muốn di rời vào các cái cụm công nghiệp để có cái điều kiện hỗ trợ và phát triển tốt hơn ấy, thì các cái doanh nghiệp cũng mong muốn là ở phía nhà nước và chính phủ có những cái hỗ trợ tốt hơn, ví như về vấn đề về di rời về máy móc, trang thiết bị, hoặc là về vấn đề về tạo các cái nguồn vốn, nguồn vay. Khi mà doanh nghiệp mà hoạt động tại trong khu công nghiệp thì cái thuận lợi lớn nhất là có được cái vị trí giao thông thuận lợi, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra thì chính sách về ưu đãi về chi phí thuê mặt bằng nhà xưởng, chi phí điện sản xuất. Khi công ty hoạt động trong khu công nghiệp thì công ty có thể dễ dàng tiếp cận với các cái chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh từ các tổ chức chính phủ và phi chính phủ. Thực tế cho thấy việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong các khu cụm công nghiệp thời gian qua đã có nhiều khởi sắc, tận dụng tốt lợi thế và cơ hội mang lại từ những chính sách hỗ trợ, mời gọi đầu tư, xúc tiến thương mại của chính phủ và địa phương, đã góp phần tạo nên môi trường thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu suất đầu tư, cũng như năng lực cạnh tranh trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.